bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Ông chồng là 15 tháng 9 năm 62 đúng không? Ngày 15 âm đấy. Nói chung là con thấy là số cô với số chồng cô về cuối đời không có hòa thuận với nhau. Và rất dễ phải lôi nhau ra tòa, phân ly. Sợ không chung sống với nhau. Rồi đường anh đi, đường em đi. Đến lúc nào, khoảng bao nhiêu năm nữa, hay cùng, bao nhiêu tháng nữa? Cùng mệnh ấy, trong cái hai lá số này đấy, sớm muộn rồi cũng phải chia tay thôi, không sớm thì muộn. Bởi vì hai tuổi này nó khắc nhau vô cùng luôn, khắc lắm. Lúc đầu trong tay chả có gì thì còn có nhau, chứ mà có cái gì rồi, có tiền có tài đầy đủ rồi là mất nhau. Thì này, ông ấy thay đổi thôi cô, có bao giờ thay đổi không? Thấy thì con bảo rồi, đa phần là con trai. Con trai là sẽ là người như vậy. Thì xem ông chồng có gái ở ngoài không? Đọc rõ họ tên ông này nào. Họ ông này là còn tên hai trên giấy tờ thì bố mẹ là Hoàng Văn Oanh, nhưng mà tên đọc ngoài đời người ta gọi là Hoàng Văn Thuấn. Bốc bài có, ông này có tính đào hoa từ xưa nay giờ rồi. Đúng, đúng, chính xác. Ồ, từ xưa nay rồi thì lúc cô lấy ông này đã có rồi, chứ không phải đến lúc này mới đổ đốn. Chẳng qua đến lúc này bây giờ này, kinh tế tài chính có này, tiền có này, có nghĩa là đủ năng lực để mà nuôi gái, bao gái, hiểu không? Cái máu dê dàn nó nổi lên, hiểu không? Bởi vì bây giờ lúc trước còn chưa có nhiều tiền, bây giờ có nhiều tiền, có đủ năng lực rồi, thích nuôi em nào chẳng được, thích nuôi cái đứa bằng tuổi con mình cũng có, đúng không? Ôi trời ơi, tại sao thầy xem đúng thế? Đúng là bằng tuổi con mình đấy. Cái em con nữa, bằng con lụt nữa. Vâng, thấy không? Cái máu này máu dê ghê lắm, nhớ máu dê nó nổi lên thì thôi rồi luôn. Nhưng mà tại sao vợ thì rất là tử tế, đàng hoàng, chăm chồng, chăm con rất là tốt, không có thể nào mà hư hỏng gì đâu mà sao lại phải đi ra ngoài sao thì? Ồ, bởi vì thèm của lạ thế thôi. Đấy, cơm nhà chán thì đi ăn phở. Trong cái tiếng này mà các khi gái rồi về lại rất là ghét vợ, là giống như kẻ thù, tự nhiên cứ ghét mình thôi, tại như vậy. Đúng rồi, hàng ngày ăn phở ngon rồi, về nhìn cơm là thấy ngán rồi đúng không? Thì tất nhiên phải ghét rồi. Thế thì con bồ nó muốn ở thì để cho muốn ở mà cố gắng ở với nhau để cho con cái nó có cha hoặc là người ta đỡ bình thường thì có ở được không? Khó, rất khó. Rồi ông này cũng sẽ tìm cách thôi. Rồi cái con bồ kia đấy nó dần dần. Ông này ông ấy nghĩ cách, ông ấy đi phải không? Đúng rồi, ông nghĩ cách đi và cũng do cái con bồ kia nó xúi giục nữa. Bồ kia nó xúi giục nữa. Phải lấy tiền của nhà đi và lo cho con này. Bây giờ không phải gặp một người đâu, từ trước giờ phải đến 6 người rồi. Vâng, bởi vì cô biết tại sao không? Bởi vì ông này ông nó quen, ông nó toàn nhập hội mấy tên bạn, nó cũng dê già, bỏ cũng bỏ vợ như nhau đấy. Ông nó chơi với cái hội đó, gọi là cái hội đó cùng gọi là cắm sừng vợ đấy. Mình cứ lặng yên thì ông cứ tưởng mình là ngu, mình kiểu không thấy, không nghe, không biết, thì ông cứ tưởng mình ngu. Vâng, sáng nay con cũng vừa xem cho một người cũng y hệt như cô luôn, chồng theo gái luôn. Đấy, rồi sau bây giờ tình trạng bàn tay của cô xấu lắm phải không? Bàn tay của cô xấu. Bàn tay này cô tài lộc gì à? Chỉ xấu về tình cảm thôi, chứ còn tiền tài thì khá. Cô có được nhờ con không? Số này à, lo cho con thì nhiều, chứ mà nhờ con thì khó. Lo cho chúng nó nhiều lắm, vất vả lắm, cực lắm. Nhờ thì rất là khó. Cô đẻ tháng 5, cậu như là tháng cái gì, người ta gọi là tháng cái gì, tháng xấu nhỉ? Tháng 5 âm lịch là tháng xấu, người ta gọi là cái tháng gì mà đã quên rồi nhỉ? cái gì mà thầy rồi, thầy tháng gì? Rồi, để nói này. Tháng cô thần quả tú gì đấy. Tháng 5, cô bị rơi vào số lỗi mùa sinh và cũng phạm sao cô thần quả tú luôn. Đúng rồi. Vừa sinh lỗi mùa sinh, giàu nghèo cũng cực. Dù có giàu nhiều tiền thì cũng cực thân, mà nghèo thì cũng cực thân, hiểu. Có tiền trong túi thì cũng cực. Cứ khổ tâm đấy, suốt ngày phải lo nghĩ cho gia đình, lo cho trên cho dưới đủ kiểu cả.
Và một khi ông này ông đã có bồ bên ngoài rồi thì ông ấy nhìn cô nhìn như kiểu nhìn vào đống cát chứ thôi. Như giờ chẳng lẽ là tại thời hiện tại bây giờ vẫn còn có bồ à? Đúng rồi. Lúc 3 năm trước thì cô đã sốc một quả gần chết rồi, ổn định giờ vẫn còn bệnh đấy, tại vì bây giờ đang cảm thấy bị thảm cổ rồi chảy nước mũi. Sốc một quả là tí chết đấy. Cô có nhìn thấy cái kiểu là sao chết gì không? Đây này, cái đường chỉ sinh đạo của cô đây này, nó bị cắt ngang đây này, nó một cái điểm dấu chấm đây này. Về cuối đường sinh đạo của cô nó bị tách làm đôi đấy, cô thấy không? Chắc cô... sinh đạo cô không biết gì. Đây này, nhìn này, nhìn tay con này này. Đường chỉ sinh đạo của cô đang từ đây, nó chạy tới đây. Rồi tới đây gần cuối nó bị đứt, đứt ngang rồi nó lại chạy tiếp. Từ trước giờ cũng đứt, bây giờ nó mới chỉ vào thôi đấy. Đấy, hiểu chưa? Nó đứt đấy. Một cái đường nối xuống đấy thì nói là bị một lần thập tử nhất sinh đấy. Nó hiện lên ra hết lòng bàn tay luôn. Chẳng hạn như là toàn lọc xuống rồi không có lọc lên sao? Riêng về cái mẫu bàn tay này, nhìn cái màu da tay rất là bóng, đẹp. Tài sản có, đất đai có, nhà cửa có. Nói chung là càng về cuối đời hậu vận thì tiền tài không phải lo đâu. Nặng mỗi chuyện gia đình thôi. Thôi giờ già rồi, 60 tuổi đầu rồi, ông có đi thì cứ mặc kệ ông cứ thôi, chẳng còn tiếc gì tầm này nữa. Lúc trước rồi đi thì mình còn trẻ thôi, con cái nó còn phải học hành, mình gắng chỉ vì thôi. Cứ giả vờ không biết thôi, giờ nuôi con cái là ăn học thành tài hết rồi. Bây giờ thì chẳng còn cái gì mà lưu tiếc nữa. Vâng. Có xem hậu đứa con đứa thứ nhất ấy thì con gái sinh ngày 26 tháng 12 âm lịch năm 1986. Bính Dần. Trai gái đây. Con gái nhưng mà đẻ ra Hồng Kông thì 9:45 tính thật giờ Việt rồi. Nam thì là 8:45. Rồi, đứa này cũng chắc trở tình duyên luôn. Số này ít nhất phải hai đời chồng hoặc cuộc sống hôn nhân nó không được hạnh phúc. Cũng phạm sao cô thần quả tú luôn. Đúng rồi, chính xác. Còn một cô thứ hai là lại cũng sinh mùa sinh luôn, ngày cũng 2 tháng 6 năm 1988. Mộc Thìn. Mà đẻ 10 giờ Hồng Kông, 10 giờ tối Hồng Kông, nhưng mà Việt Nam thì 9 giờ tối. Rồi, cô này cũng lận đận tình duyên luôn, sao các con cô người nào cũng lận đận tình duyên hết nhỉ? Tại vì bố nó không có nạp thuốc, toàn được đi cặp gái thôi. Đứa này đứa này cũng phạm sao khô thần quả tú luôn nữa. Ai cũng phạm luôn. Tháng 6 thì cảm thấy không phạm thế. Tuổi Thìn. Tuổi thìn sinh vào tháng 6, tháng 12 là số phạm sao cô thần quả tú. Con là sách đây chứ còn là gì nữa. Kiểu là chỉ có một mình cái con lớn là bị thôi. Chứ còn cái thằng con trai thì sinh ngày 22 tháng 5 năm 1995. Ất hợi. Nhưng mà không biết là theo giờ Thủy Điển hay theo giờ Việt Nam của thầy. Thôi, cứ để nguyên này để con tính cho. Người này thì công danh khá đây này. Thầy theo con lắm, nhưng mà cái thằng con trai này nó không phải tự nhiên đâu, mà người ta mổ chứ không phải tự nhiên mà người ta tự mổ thì... Tất cả mọi thứ đấy đều có nhân duyên hết nhé, không dễ gì tự dưng mà mổ giờ đó thôi. Bốc bài ở đây thì con thấy là công danh người này khá nhá. Nó tính giờ Việt Nam thì 3:25 đấy thầy, tính giờ Thủy Điển nên là đúng hay là đúng giờ Việt Nam? Giống giờ Việt Nam, công danh người này khá nhá, rất là tốt. Sẽ thành đạt. Sau này mẹ có được nhờ nó không? Được nhờ một phần nào đó thôi chứ không được nhiều lắm đâu, một phần nào đó thôi. Thế chẳng hạn như cháu bây giờ nó muốn mở công ty riêng và nó làm thì có làm được không? Bây giờ tuổi này còn quá trẻ, năm nay là năm 26 tuổi, thái âm. Cuối năm nay sang đầu năm tới được thuận lợi đấy, đầu năm tới nhiều cơ hội đấy. Cháu học xong kỹ sư rồi đang đi làm bên Naui đấy. Vâng. Và đang làm thuê cho một cái công ty thôi, còn nó đang đi chí nguyện là muốn mở công ty riêng cho mình. Được, năm tới nó sẽ thành công. Nếu nó mở công ty riêng thì có làm ăn được không thầy? Sẽ thành công. Lần này trong đợt phước lộc thì cũng hợp với mẹ lắm, nhưng mà chắc phước lộc nhà chắc cũng không có nhiều đâu. Cảm như ngày nó đẻ vào tháng 5 đấy thì là cảm như là làm ăn nữa không có giàu được phải không thầy? Ai bảo không giàu được, công danh người này khá lắm chứ. Khá, cực kỳ khá, đi xa thì gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ, nhiều anh em bạn bè xã hội giúp đỡ. Tính cách của người này thì vui vẻ, hòa nhã,
ấy, vui vẻ, hòa nhã, vui tính lắm. Cuộc đời hay gặp được những may mắn bất ngờ, đa phần được người ngoài giúp đỡ là nhiều, anh em bạn bè xã hội đông giúp đỡ người này hết mức. Đúng rồi, chính xác. Ờ, bởi vì người này tính cách vui vẻ lắm, sống hòa đồng lắm. Đấy, không như ba. Rồi ôi, hình như là con trai là hưởng phước từ mẹ mà con gái là hưởng phước từ ba. Vì thế hai người con gái của cô lận đận tình duyên hết, còn cậu con trai của cô thì được thoát bởi vì hưởng phước của cô. Chắc từ bây giờ bỏ đi thì không biết như nào, còn bây giờ hai cháu lấy chồng rồi thì sống hạnh phúc lắm, nhưng mà sau này thì không biết là nó có bị làm sao không sau này. Vâng, sau này rất dễ, bởi vì vướng cái sao cô thần quả tú này, không sớm thì muộn. Thì cô lúc đầu cô lúc đầu vâng lúc đầu cô với chồng cô đấy đúng không, lúc đầu lấy nhau cũng ổn đấy mà, có vấn đề gì đâu. Đúng rồi, đúng rồi, vài năm đầu đấy, vài năm đầu cũng ổn, nhưng mà cô cũng vướng cái sao cô thần quả tú. Bây giờ vài năm sau bưa xôi bưa chè bắt đầu là xin chuyện à, đúng không, cái tính nó bắt đầu mới hiện ra. Đấy thì con gái của cô, Mà làm mà không bao giờ sai một cái người vợ đó chồng có con mà tại sao lại đi ra ngoài. Thì mình cũng không biết tại sao cứ xấu của mình như thế nào. Bây giờ mới biết vào cái kiểu phạm vào cái cô thần quả tú thì biết mới biết được ngày khóa. Biết ở đâu, xem ở đâu mà biết. Ờ, xem trong YouTube rồi này. Của con đấy à? Thì may thì lại xem được. Có xem nhiều lắm, xem theo dõi là biết thầy trước đấy, mấy năm trước thì tốt là để cho ông ấy phá phách, có tiền có của nhà ông lôi đi hết, ông ấy cờ bạc ông ấy làm gì phá hết cả nhà cửa, tiền để đâu cũng ăn cắp được hết á. Chắc là thầy thì thầy làm tốt. Chắc là xem nhiều video của con thấy con làm lễ cho người ta đúng không? Đấy. Thế nhưng mà bây giờ chẳng hạn cô muốn ông chồng ông ấy ở với mình để ngoan ngoãn, thì các con nó lỡ mày lỡ mặt thì thầy có đạt giúp được không? Được, 10 phần em sẽ kéo được cho 7 phần nhé. Để cho ông này ông 100% không, chả ai làm được cả. 10 phần sẽ đỡ được 7 phần. Ví dụ một tháng ông nó đi một tháng ông nó đi ví dụ 30 ngày đi, giờ một tháng ông đi có 3 ngày thôi. Chẳng hạn bây giờ làm sao mà ông không có đi gái cũng để mà lo vợ lo con có được không? 70% còn lại là do gia đình phải tự tu nhá, tự sám hối đi. Nói chung là trước tiên là em sẽ tóm lại là em sẽ khiến cho ông này giảm bớt để thấy rõ tình hình đã. Cái gì nó phải từ từ phải giảm bớt chứ. Bây giờ bắt người ta tính cách người ta đang như vậy, cái bản chất như vậy muốn thay đổi một phát được ngay làm sao được. Chắc người ta cắt cổ tự tử luôn đấy. Cũng chẳng biết có liên không, mấy đứa con thì nó bảo buông đi đấy, mấy đứa con gái thì nó bảo mẹ ơi buông đi để mà tu. Mẹ tu thì để đỡ bận tâm mẹ tu, mà vướng mẹ bận tâm mẹ không tu được thì nó cũng nói này. Cô cũng ăn chay nhập mặt tu hành được 20 mấy năm rồi. Con nên nhớ đây, đây đây là cái chướng ngại của cô, bắt cô phải vượt qua nhé. Nó phải lên tu tập nó luôn luôn phải có chướng ngại đi kèm nhé. Nó mới tóm lại là muốn thì gửi thông tin qua đây, con sẽ làm lễ cho. Yêu cầu họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ Việt Nam, địa chỉ bên đó. Mà mấy đứa con thì nó cứ bảo nó buông thôi đấy.